thanh niên nữa. Đây, buổi sáng nay người đám đầu tiên tại Hoa Viên nữa rồi. Đây là thanh niên nha mọi người. Đầu tiên buổi sáng nay tại Hoa Viên. Ở châu khúc nào thì đoạn nào thì khu nào thì mọi người chờ em xíu nha. Sau khi mà thắp hương đình trình xong thì em sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem. Và hiện tại bây giờ thì đã thắp hương đình trình xong rồi mọi người ơi. Bây giờ di chuyển thôi. Chuẩn bị an táng cái khu này là cái khu B nha mọi người. Nghe nói cái hòm này tới trăm mấy chục triệu rồi mọi người ơi. Xin chào mọi người nhé. Hiện tại bây giờ em đã có mặt tại lò hỏa táng mọi người. Để có một cái đám tang, đám tang hỏa táng ở đây. Chuẩn bị làm lại cho mọi người.